Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào thanh niên học tập và làm theo lời Bác, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo được đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Tuyên Hóa tích cực hưởng ứng. Nhiều thanh niên từ hai bàn tay trắng đã vươn lên thoát nghèo bằng những mô hình sản xuất chăn nuôi có hiệu quả. Điển hình trong đó là mô hình chăn nuôi thỏ sinh sản của anh Hà Trọng Sáu ở thôn Đồng Giang, xã Đồng Hóa. Anh Hà Trọng Sáu sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo khó thôn Đồng Giang, xã Đồng Hóa trong một gia đình thuần nông. Biết cảnh nghèo, Sáu luôn phấn đấu học hành để không phụ lòng ba mẹ. Năm 2008, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Sáu thi đậu vào khoa giáo dục thể chất Đại học Huế. Sau khi ra trường, Sáu xin vào làm việc ở một số cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tuyên Hóa. Nhưng do trái ngành nghề, anh quyết định xin nghỉ rồi trở về địa phương và nung nấu một ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Sau khi tìm hiểu các mô hình chăn nuôi, nhận thấy nuôi thỏ sinh sản cần ít vốn lại có giá trị kinh tế cao. Năm 2013, Hà Trọng Sáu quyết định mở trang trại nuôi thỏ. Thời gian đầu nuôi khá khó khăn do thiếu vốn, lại chưa nắm vững được kỹ thuật nuôi và cách chăm sóc phù hợp nên thất bại. Không nản chí, anh tiếp tục tìm tòi học hỏi thêm kinh nghiệm, xây dựng chuồng trại theo đúng kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh, vừa kín gió trong mùa đông, vừa thoáng mát trong mùa hè. Từ đó, trang trại thỏ của anh bắt đầu sinh trưởng ổn định và sinh sản tốt. Lúc đầu thì mình cũng mua 9 con giống ở từ Đà Nẵng. Và về thì lúc đầu thì cái kinh nghiệm chưa có cho nên là thỏ sinh ra gặp trời rét và thỏ bị bệnh chết cũng nhiều. Và mọi người thân thì không vun vén bởi vì cứ nghĩ là thỏ là loài vật nuôi là khó. Nhưng mà sau này theo tìm hiểu và nuôi thỏ thì thấy thỏ là một loài vật rất là dễ nuôi. Và cái sự sinh trưởng nhanh, một tháng là nó đã sinh trưởng. Và cái nguồn thức ăn là ở quê mình rất là phong phú, cho nên là mình quyết tâm đi vào đam mê và tâm huyết với con thỏ. Và hiện tại là đàn thỏ mình cũng sinh trưởng rất là tốt. So với các loài động vật khác, thỏ khá dễ nuôi, nguồn thức ăn phong phú, dễ kiếm, chủ yếu là các loài lạc cây như vong, cỏ sữa, ngô, chuối. Thời gian sinh trưởng của thỏ ngắn, từ 3 đến 4 tháng là có thể lấy thịt, khoảng 5 tháng là có thể sinh sản. Bình quân mỗi năm, một con thỏ sinh từ 6 đến 8 lứa, mỗi lứa từ 6 đến 10 con. Sau gần 2 tháng sinh, thỏ con đủ điều kiện bản giống và thỏ mẹ bắt đầu có thể phối giống trở lại. Thấy đàn thỏ sinh sản và phát triển nhanh, năm 2015, anh Hà Trọng Sáu tiếp tục mạnh dạn vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện 50 triệu đồng để mở rộng chuồng trại. Hiện tại, mô hình thỏ của anh đang có gần 1.000 con. Trong đó có 110 cặp thỏ sinh sản, trên 800 con thỏ giống và thỏ thịt. Mỗi năm anh cung cấp cho thị trường trên 200 cặp thỏ giống, khoảng 700 kg thỏ thịt, với giá 100.000 đồng trên 1 kg. Anh thu nhập bình quân 80-100 triệu đồng trên một năm. Mặc dù nguồn thức ăn có sẵn, dễ kiếm, nhưng anh Sáu vẫn khá tỉ mỉ trong cách chăm sóc. Thức ăn được phơi khô, xay nhỏ, trộn với cám để đảm bảo thỏ không bị đau bụng, dẫn đến giảm trọng lượng. Bên cạnh đó, anh còn thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, đảm bảo khô ráo, thoáng mát, đồng thời tiêm vaccine phòng bệnh, đảm bảo thỏ luôn phát triển tốt. Hiện tại thì trại đại thỏ của tôi thì cũng cái đầu ra là nó cũng ổn định và cung cấp thì chủ yếu là trên địa bàn huyện và trong tỉnh. Bởi vì cái nhu cầu thực phẩm sạch á thì đặc biệt được quan tâm của người dân trong khoảng thời gian hiện nay. Và trong tương lai tới thì tôi cũng sẽ phát triển thật là mạnh mẽ hơn nữa để cung cấp cái đầu ra cũng như cái nhu cầu thực phẩm sạch cho người dân. Và tôi cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho những ai đam mê về con thỏ và trong tất cả ngành thỏ. Chúng tôi cũng sẽ tạo điều kiện và hỗ trợ lẫn nhau để mà cùng nhau phát triển về cái ngành thỏ. Bên cạnh điển hình là thanh niên phát triển kinh tế giỏi, anh Hà Trọng Sáu còn tích cực tham gia vào các phong trào, hoạt động đoàn thể của địa phương. Anh hiện là ủy viên ban chấp hành đoàn xã Đồng Hóa, đồng thời là trưởng nhóm thiện nguyện bản của người nghèo Tuyên Hóa, thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện hướng về người nghèo như nấu và phát cháo tình thương cho bệnh nhân nghèo điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện, thành lập và xây dựng tủ quần áo miễn phí cho người nghèo, tham gia tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện. Những việc làm đáng quý, tấm lòng nhân ái của anh được đông đảo đoàn viên thanh niên, cấp ủy chính quyền và người dân địa phương trong và ngoài huyện biết đến.
Hạt động 6 là không những là một đoàn viên của đoàn là luôn là tiêu biểu xuất sắc trong mọi phong trào, đặc biệt là mà một cái đoàn viên mà biết vươn lên thoát nghèo trong cuộc sống, là và là một đoàn viên mà luôn luôn đi đầu trong công tác thiện nguyện, được là đảng nhân dân chính quyền cũng như là bà con là ủng hộ. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ là tuyên truyền cho tôi bà toàn thể bà con nhân dân cũng như các bạn đoàn viên học hỏi kinh nghiệm nuôi thỏ của anh và để nhân rộng các cái mô hình trong toàn xã. Có thể khẳng định sự kiên trì nỗ lực không ngày khó ngày khổ đã giúp Hà Trọng Sáu bước đầu gặt hái được những kết quả tốt đẹp từ mô hình chăn nuôi thỏ của mình. Anh là tấm gương điển hình cho nhiều thanh niên trẻ trên địa bàn huyện học tập trên con đường lập nghiệp, phấn đấu làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.